Xin chào tất cả mọi người. Nay lại bắt đầu giúp bài nhỉ. Thì thế này, trước đây thì trong một video mình đã có làm về chủ đề là có nên tiếp tục cái mối quan hệ đang yêu xa ở thời điểm hiện tại hay không, đúng chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo. Khi mà một mối quan hệ yêu xa nó đã phát triển đủ nhiều thì một điều mà chắc chắn các bạn phải làm đó là sẽ phải thu hẹp về mặt khoảng cách, tức là một trong hai bạn phải đến cái nơi người kia đang sống, đúng không? Và cái câu hỏi thường trực trong thời điểm này đó là liệu rằng nếu như bạn đến với cái nơi người ta đang sống thì liệu mối quan hệ có còn phát triển được tốt hay không? Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn giải quyết cái vấn đề đó. Như mọi lần, chúng ta có hai tụ bài ở đây. Và việc của các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn nó là xong nhá. Và sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái phần giải nghĩa ở phía sau video này. Rồi, xin mời. Chúng ta hãy bắt đầu với cả cái tụ bài ở phía bên tay trái nhá. Lá đầu tiên của tụ bài phía bên tay trái mang tên là Ace of Swords. Ok, cái cấp độ Ace ở trong Tarot này này, nó được mặc định, nó có một lớp nghĩa của beginning, tức là những cái giá trị của sự khởi đầu. Nếu như là bộ kiếm thì là khởi đầu cho cái việc là tạo ra một cái sức ảnh hưởng cho một điều gì đó. Trong trường hợp này thì cái sức ảnh hưởng của thanh kiếm, ý nghĩa của thanh kiếm là quyền lực, sức ảnh hưởng, đam mê mà. Thì trong trường hợp này cái đam mê và cái sức ảnh hưởng của thanh kiếm chính là cái mối quan hệ của các bạn. Nhá. Khi Ace of Swords mà hiện ra và nằm xuôi thế này thì tức là đã đến lúc các bạn nên tạo nền tảng cho một cái điều gì mới trong cái mối quan hệ này rồi. Vậy thì nếu như chốt lại vấn đề là cái nền tảng phát triển của mối quan hệ này có nên tạo ra một cái gì đó mới hay không? Mình đồng ý nhá. Bài nằm xuôi, Ace of Swords nằm xuôi, các bạn hoàn toàn có thể đủ tự tin để đến với cái nơi mà người yêu mình đang sinh sống nhá. Không phải ngại. Thì tiếp nữa, khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định lớn như thế, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải tham khảo người nọ người kia, lắng nghe ý kiến, đúng chưa? Nhưng mà cái lượt bài này thì khác. Chúng ta có quân bài số 2 là gì? Emperor lộn ngược. Emperor nằm xuôi này thì nó chỉ có ý nghĩa là quyền lực và nền tảng thôi nhá. Nhưng nếu Emperor mà reverse như này, nó có nghĩa là độc tài và chuyên chế. Nếu như mà các bạn muốn hỏi mình rằng là liệu rằng có nên tham khảo ý kiến của mọi người và có nên lắng nghe ý kiến của mọi người hay không, thì cái quân bài này trong trường hợp này, trong tình huống này, nó cho phép các bạn được quyền tự quyết. Bởi vì giá trị và ý nghĩa của sự độc tài ở đây tức là nó cho phép bạn được quyền độc đoán với cái suy nghĩ của mình mà không cần phải xin phép ai cả. Tức là ít nhất trong trường hợp này, cái quyết định đi của bạn nếu có hỏi mình là có đúng hay không sẽ là đúng nhá. Tiếp là số 3. Rồi, cái khả năng duy trì mối quan hệ nó như thế nào? Thì ở đây lá số 3, chúng ta sẽ có cái lá tên là Queen of Wands nằm xuôi. Queen of Wands, Queen cấp độ bài về nữ hoàng, tức là rất là cao rồi, đúng không? Cái bộ Wands ở đây nó đại diện cho các giá trị mang tính chất về trách nhiệm, về cả những cái thách thức, về cả những cái rào cản và cả những cái vinh quang nó kéo theo nữa. Queen of Wands là một quân bài, nó đại diện cho cái sự chăm lo. Nó không phải là chăm lo theo cái kiểu của Queen of Pentacles là chăm lo theo kiểu vật chất, ăn uống. Nó cũng không phải chăm lo theo kiểu Queen of Cups là chăm lo về mặt tình cảm. Queen of Pentacles nó là cái sự ấm áp như kiểu là cái tính cách thôi. Và nó là sự chăm chút theo kiểu là chăm chút với tất cả những cái trách nhiệm mà mình có. Bởi vì nói gì thì nói, giá trị của cây trượng, bộ Wands ở trong Tarot nó vẫn nắm giữ một cái lớp nghĩa về mặt dress, về mặt trách nhiệm rất là mạnh nhá. Thế cho nên đối với Queen of Wands khi đã nằm xuôi thế này rồi thì các bạn cứ yên tâm, cái mối quan hệ của các bạn sẽ phát triển, nó không chỉ đơn thuần là yêu đương bình thường đâu, mà nó sẽ có cả cái ý nghĩa về mặt trách nhiệm trong đó. Cứ yên trí nhá. Rồi tiếp nữa, cái giá trị tiềm năng phát triển của mối quan hệ. Vậy thì yêu xa là một chuyện, và khi các bạn chuyển đến thì tiềm năng phát triển mối quan hệ nó có vượt qua ngưỡng yêu hay không? Chúng ta có The High Priestess nằm xuôi. Ok, đối với The High Priestess thì các bạn để ý thế này, cái mạo từ The ở trong tiếng Anh nó ám chỉ về sự duy nhất, đúng không? Đúng chưa nào? Tiếp nữa là The High ở đây tức là bậc cao, đúng chưa? Thế thì đối với một giá trị của quân bài The High Priestess ấy, và thêm nữa, cái hậu tố Is ở trong Anh ngữ này này, nó đại diện cho nữ giới, đúng không? Thế thì thế này, cái quân bài này nó rất mạnh. Nó rất mạnh khi nói về thứ bậc, khi nói về cái mức độ phát triển của một điều gì đó. Bởi vì đối với The High Priestess mà nằm xuôi thế này thì nó vừa báo hiệu về việc là ok, nền tảng phát triển mối quan hệ
hay là cái tiềm năng phát triển mối quan hệ nó có được nâng cao tiếp không? Cái the high ở đây này, tức là hoàn toàn có khả năng được nâng cao tiếp, tức là hoàn toàn các bạn có thể nghĩ đến xa hơn, đó là các cái vấn đề mang tính chất là cưới xin nhá. Và cuối cùng, cái môi trường phát triển của mối quan hệ là for a sword. Nào, for a sword nếu nằm xuôi này thì nó nhàn hạ lắm, nó nhạt nhẽo, nó chẳng có cái gì, nó chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi. Nhưng nếu như mà for a sword lộn ngược như trong cái lượt bài này thì tức là nó muốn ám chỉ các bạn là phải hành động ngay và luôn. Bởi vì ý nghĩa của quân bài này tức là hoạt động không ngừng nghỉ, tức là môi trường của mối quan hệ này đã đến lúc nó phải được thay đổi hay chưa? Phải được thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Bằng cách là một trong hai bạn hãy đến cái nơi mà người kia đang ở. Thế thôi. Rồi, tiếp theo hãy đến với tụ bài ở phía bên tay phải nhé. Lá đầu tiên của tụ bài ở phía bên tay phải là Six of Pentacles. Six of Pentacles nằm xuôi, nó có nghĩa là sự phóng khoáng, không tính toán, tức là một cái gì đấy cho đi mà không cần nhận lại. Và thế nhưng mà trong cái lượt bài này, trong cái tụ bài này thì chúng ta có một lá Six of Pentacles reverse, tức là bị lộn ngược như này. Thì khi quân bài này lộn ngược thì ngược lại với cái sự phóng khoáng đương nhiên rồi, nó chính là những cái giá trị về cái sự tính toán, về một cái gì đấy phải cân nhắc rất là nhiều. Tức là nền tảng phát triển mối quan hệ này, với những bạn chọn tụ bài bên phải, nếu như hỏi mình rằng là các bạn có nên đến với người yêu của mình hay không, thì lá bài này nó sẽ nói rằng là các bạn phải tính toán lại đi. Bởi vì rất có thể là các bạn đang có quá nhiều thứ để mất. Và có thể cái việc mà các bạn tiến tới cái nơi ở của người yêu mình trong trường hợp này chưa chắc nó đã hay. Tính toán lại đi nhá. Còn cái vấn đề tiếp theo mà quân bài này mang tên là Eight of Cups nằm xuôi nhá. Eight of Cups, bộ cốc trong cái hệ thống hình ảnh của Tarot, nó mang cái ý nghĩa và giá trị về cảm xúc, về tình yêu, về các mối quan hệ xã hội và về cả những cái giá trị tham vọng của cá nhân nữa. Thế nhưng mà Eight of Cups nhá, nó luôn đại diện cho cái lớp nghĩa về sự rời bỏ và sự tuyệt vọng. Mà một cái lá bộ cốc mà lại nằm ngay bên cạnh cái quân bài phải tính toán lại như thế này, bởi vì chúng ta có quá nhiều để mất. Bởi vì Pentacle, tiền bạc, nó nói về những thứ mình có và những gì mình sở hữu mà nhá. Six of Pentacle thì cần phải tính toán lại. Thì thêm cái lá bài này nữa, đó là sự rời bỏ, đó là sự tuyệt vọng. Thì tức là gì? Mà bộ cốc lại đại diện cho cảm xúc. Thì tức là cái mối quan hệ này nó không đáng để bạn phải mạo hiểm tất cả những thứ trong cuộc sống của mình đến như thế. Cái số 3 nhá, chúng ta có một lá là Queen of Swords. Để ý này, bộ kiếm nó mang, nếu như nằm xuôi bộ kiếm như này, nó nói về người có tầm nhìn xa, được chưa? Thế nhưng mà nếu như cấp độ bài Queen of Swords mà bị reverse như này thì nó sẽ không còn mang cái ý nghĩa là người có tầm nhìn xa hay là một người có những cái cân đo đong đếm nó tinh ý nữa. Mà khi nó lộn ngược này, nó có nghĩa là sự tức giận, sự cáu giận, một cái gì đấy nó rất là cáu bẳn, nó tức là tâm tính nó thất thường, nó hay cáu, nó hay tức giận, không có một cái gì là nó ôn hòa hết. Vậy thì một mối quan hệ khi mà bạn chuyển đến mà nó được biểu hiện bằng một cái lá bài thiếu đi cái sự ôn hòa, mà thay vào đó là những cái giá trị mâu thuẫn như thế này, thì có nên hay không? Đương nhiên là không, đúng không? Tiếp nhá, cái lá số 4, nó là quân bài của tiềm năng phát triển. Nào, đánh giá về tiềm năng phát triển của mối quan hệ, chúng ta có một lá bài là Ace of Cups reverse, nó lộn ngược. Nếu như Ace of Cups nằm xuôi này thì thôi, không có vấn đề gì để nói cả, mọi thứ nó đẹp luôn. Cái cảm xúc có thể sắp xếp tất cả những cái mà các bạn gặp vướng mắc nhá. Lá này nằm xuôi, cảm xúc rất ổn. Nhưng nếu như Ace of Cups reverse và lộn ngược như thế này, tức là nó mang một cái ý nghĩa là kìm nén cảm xúc. Bây giờ các bạn cứ nghĩ mà xem, các bạn đến với cả người yêu mình để cho mối quan hệ này được gần gũi hơn, đúng không? Để các bạn được sống với hết cái cảm xúc của mình, để các bạn có thể được sống với một cái cảm xúc thoải mái nhất. Nhưng cái tiềm năng phát triển của mối quan hệ lại khiến các bạn phải kìm nén cái cảm xúc đó. Vậy thì khi mà chúng ta phải kìm nén một cái cảm xúc, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ nên hiểu đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Thường người ta chỉ có kìm nén cảm xúc tiêu cực thôi, chứ không ai kìm nén cảm xúc tích cực cả, đúng không? Nhất là trong một môi trường mà hai người trước đây yêu xa, bây giờ tự nhiên yêu gần,
thì không việc gì phải kìm nén cảm xúc nếu như các bạn vui cả. Vậy thì cái kìm nén cảm xúc này chỉ có thể là kìm nén những cái thứ cảm xúc tiêu cực thôi. Hãy hết sức cẩn thận nha. Và cuối cùng là môi trường phát triển của mối quan hệ. Ok, lá bài rất rõ ràng, The Love. Lá The Love nằm xuôi này thì ổn. Ít nhất là trong trường hợp này môi trường nó sẽ ổn. Nhưng mà nếu như nó lộn ngược như thế này thì đương nhiên lá bài The Love mà lộn ngược thông thường nó sẽ mang đến một cái tính chất là sự thiếu kết nối. Tức là cái mối quan hệ này khi mà các bạn kéo gần lại nhau ở cái thời điểm này nhé, thì mình nói thật, nó còn có thể tạo ra nhiều thứ nó dở hơn, nó tệ hơn, nó thiếu thấu hiểu hơn. Đó là những gì mà hai cái tụ bài ngày hôm nay đã gửi đến cho các bạn. Và hy vọng những cái giá trị thông tin của hai tụ bài vừa rồi phần nào sẽ giúp cho các bạn hình dung được rõ hơn những cái quyết định mà mình cần phải làm ở thời điểm này. Nếu như các bạn thấy video này hay và thú vị thì làm ơn hãy cho mình một subscribe ở trên YouTube và một follow ở trên Instagram nhé. Và cũng đừng quên follow trang radio trên Spotify mang tên là Story of Hà Nội của mình, nơi mà những confession của các bạn gửi đến sẽ được mình voice hóa và gửi đến cho các bạn dưới dạng podcast. Hãy cũng cho mình một follow và ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi rút bài lần sau.